Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Nhiều vận may bất ngờ ập tới, trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Canh Tuất sinh 1970, trời thương Phật độ, trúng số đổi đời giàu sang, công thành danh toại, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, giàu có đến đỉnh điểm. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tuất sinh 1970 thân mến, trong cuộc sống nếu cô bác đang có điều muốn thực hiện, vậy đừng bỏ cuộc khi chưa đạt được nó. Có bao nhiêu tiêu cực, bao hơi thở của sự u sầu, cứ hít vào rồi thở ra, trả lại cho vũ trụ bao la. Điều mà cô bác cần làm, nên làm là chữa lành cho những mảnh tinh thần đã và đang dở dụng ra của chính cô bác, chứ không phải quan tâm thêm về thế giới phía bên ngoài. Không nhiều người sẽ hiểu cuộc hành trình nhân sinh của Canh Tuất, nhưng Canh Tuất sinh ra là để sống cuộc đời của mình, trải nghiệm mọi khía cạnh buồn vui, chứ Canh Tuất không sinh ra để cần người khác hiểu. Thế nhân không quan tâm đến Canh Tuất, nhưng kênh Minh Đường Tử Vi thì có, nên kênh Minh Đường Tử Vi mong Canh Tuất một người xa lạ đang vất vả ngược xuôi sẽ sớm được yên bình. Cố lên nhé cô bác tuổi Canh Tuất, cho đáng những tháng ngày Canh Tuất đã bền lòng, bền trí, vững dạ, yên tâm mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Theo tử vi cuối năm 2024, đối với cô bác tuổi Canh Tuất sinh 1970, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, bản mệnh Canh Tuất sẽ nhận lại tất cả những gì mà họ đáng được nhận. Những vinh hoa phú quý giàu sang, bị tiểu nhân thì phi cản đường bấy lâu nay, thì cũng đến lúc tự thành về thân. Đây là cơ hội họ nên nắm lấy, cũng nên tận dụng vận thế đủ tốt này để cuộc đời sang trang, có được thành tựu về mình. Tuy đã nhiều tuổi rồi nhưng có lẽ cũng sẽ không quá muộn đâu. Công danh, sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe cứ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, có một điều cần tránh nếu như Canh Tuất không muốn tan cửa, nát nhà, tán gia bại sản, tận mạng, tận phúc. Cô bác Canh Tuất muốn biết cụ thể thế nào, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay dưới video sau đây. Tuổi Canh Tuất sinh 1970, đứng thứ 11 trong số 12 con giáp. Trời sinh người tuổi Canh Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Người tuổi Canh Tuất là những người thích cho đi, họ yêu thương, quan tâm tới mọi người. Bằng sự chân thành, họ thường trở thành nguồn khích lệ tinh thần của người thân, bạn bè. Khi hợp tác làm ăn, cho dù là kinh doanh hay làm nghệ thuật, họ không bao giờ theo đuổi danh tiếng và tiền bạc đến mức quên mọi thứ khác. Họ cần một mối quan hệ tốt đẹp và đôi bên cùng thắng. Với sự nhạy cảm sẵn có, Canh Tuất thường áp dụng chúng cho việc sáng tạo. Trong các lĩnh vực phát huy được khả năng sáng tạo của mình, họ sẽ luôn tỏ ra là nhân viên xuất sắc, thậm chí sẽ là người chủ tuyệt vời. Chỉ với một điều kiện duy nhất là họ phải có hứng thú với ngành nghề đó. Việc bồi dưỡng để có năng lực tổ chức sẽ ngốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực của họ. Người tuổi Canh Tuất có thể làm rất tốt công việc thủ quỹ trong ngân hàng hoặc trong các cửa hàng. Tuy nhiên, vì không thích những công việc đơn điệu, nhàm chán, nên họ sẽ không thấy thoải mái, hài lòng khi làm những việc kể trên. Nếu ai đó thuê một nhân viên là người tuổi Canh Tuất, thì người này sẽ không phải lo lắng đến chuyện nhân viên của mình đi muộn, về sớm, quên ghi nhật ký bán hàng hay những vấn đề tương tự khác. Họ ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền, nên sẽ hết sức thận trọng trong việc quản lý tiền bạc, hạn chế đến mức tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết.
Canh Tuất còn có khả năng chỉ huy việc xây dựng những công trình lớn, hoặc có thể trở thành những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẽ thử sức mình trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, như buôn bán đồ cổ, hàng thủ công mỹ nghệ, làm đại diện, hoặc tổ chức các triển lãm nghệ thuật. Họ có khá nhiều hứng thú với việc kinh doanh, nhưng nghề trang trí nội thất mới thật sự giúp họ phát huy được hết những sở trường của mình. Canh Tuất thường có tình cảm rất phong phú và khá nhạy cảm. Họ cũng hiểu biết nhiều về tình yêu và có thể xem là bậc thầy trong lĩnh vực này. Họ yêu người bạn đời của mình và sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Họ thích cuộc sống gia đình và luôn tìm được trong đó cảm giác an toàn. Nếu mất đi cảm giác này, họ sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. Họ cũng theo đuổi tình yêu chân thành một cách nồng nhiệt, và nếu không thể có được điều đó thì sẽ cảm thấy rất bức dứt khó chịu. Theo luận đoán tử vi trọn đời 12 con giáp, nhìn chung cuộc đời tuổi Canh Tuất là tốt, an nhàn, sung túc, về già hưởng nhiều lộc, con cháu được phước đức từ tổ tiên. Nữ mệnh tuổi Canh Tuất là người rất nhiệt tình trong giao tiếp, họ có dung mạo xinh đẹp. Phụ nữ Canh Tuất trưởng thành thường có khả năng tư duy rất tốt, thích đẹp nhưng ăn mặc lại rất chất phác, thích mặc những loại quần áo rộng bằng các chất liệu mềm thoáng. Khi họ tức giận thì đứng ngồi không yên. Phần lớn phụ nữ Canh Tuất rất biết quan tâm chăm sóc người khác, vui vẻ hợp tác cùng mọi người và có thể hay đứng ra làm chứng những việc mà không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân họ. Họ là những cô gái thích nhảy múa, bơi lội hay những hoạt động ngoài trời. Họ là người bạn gái, con gái tốt của chồng. Nguyên nhân chủ yếu để họ làm được điều đó là không can thiệp thái quá vào công việc của người khác, nhưng lại vui vẻ lắng nghe người khác trình bày quan điểm. Phụ nữ Canh Tuất khi đối xử với người khác, họ thể hiện đức tính, luôn hòa hợp, vui vẻ, nhẹ nhàng, tiếp cận và hòa đồng trong tình hữu nghị của mọi người. Khi bạn tiếp xúc với phụ nữ Canh Tuất, có thể đến thăm nhà của họ, cùng họ uống trà, nói chuyện, và ngược lại, có thể mời họ đến nhà bạn chơi. Trong các quan hệ bình thường, có thể dần dần hiểu nhau, vui vẻ cùng nhau kết bạn chân thành. Bạn phải nhớ rằng, ở đâu đó, trong tiềm thức, những người Canh Tuất luôn tiềm ẩn tính cảnh giác. Vì thế, trong mối quan hệ, bạn tuyệt đối không được hấp tấp, vội vàng. Phương thức tốt nhất là tuân thủ từng bước, dần dần đẩy sâu mối quan hệ. Khi bạn đã có được niềm tin của cô gái tuổi Canh Tuất, sẽ trở thành người bạn chia âm, tri kỷ, dù sau đó bạn có thể gặp bất cứ hoàn cảnh nào, phá sản hay phát tài, thì họ cũng không bao giờ quay lưng thay đổi tình bạn. Rất ít phụ nữ ở các tuổi khác có thể bị được tính chân thành, trung thực với các cô gái tuổi Canh Tuất. Nữ mệnh tuổi Canh Tuất, số mệnh khổ trước, sướng sau. Từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên, về già cuộc sống được cải thiện lên rất nhiều, có vận may về con cái, sống hạnh phúc an nhàn bên gia đình và người thân. Tổng kết nữ tuổi Canh Tuất cả cuộc đời tuy phải chịu nhiều vất vả, khổ cực, thế nhưng về già sẽ được đền bù xứng đáng, cuộc sống vô lo, vô nghĩ, hạnh phúc bên con cháu. Nam mệnh tuổi Canh Tuất là những người có khí phách sung mãn, khi lâm vào những hoàn cảnh bất khả kháng, họ cũng rất khéo thông qua ý kiến của mình để tác động đến người khác. Bởi vì họ làm việc rất nghiêm túc, những việc được người khác giao phó chỉ cần nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khuyết điểm của người này là kém sức nhẫn nại. Về phương diện tình cảm, người tuổi Canh Tuất có thể thả mình trong những mối quan hệ nồng nhiệt. Họ có thể trầm mặc, âm thầm yêu thương người mình thương yêu và luôn quan tâm chăm sóc ở những phương diện khác. Đặc biệt, họ rất khó tin tưởng người khác, nhưng khi đã tin tưởng rồi thì họ không bao giờ tích giảm niềm tin đó. Niềm tin đó đối với bạn bè, họ thể hiện ở chỗ nếu bạn vô tình xúc phạm đến những người bạn của họ thì bạn sẽ lập tức được chứng kiến phản ứng của họ. Những người Canh Tuất sinh về đêm thường nóng tính hơn những người sinh ban ngày. Họ thường dễ sinh xung đột với người khác. Tuổi Canh Tuất dù sinh vào bất cứ mùa sinh nào cũng thường được thuận lợi trong cuộc sống, cả đời không mấy khi phải rơi vào hoàn cảnh đói ăn, thiếu mặc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tuất sinh 1970, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ phải đối mặt với một giai đoạn đầy biến động. Tuy bề ngoài mọi người có thể nhận thấy bạn có phần khác biệt và thậm chí cho rằng bạn đang gặp khó khăn, nhưng thực tế không phải vậy. Bạn đang chìm đắm trong công việc, bỏ qua nhiều khía cạnh trong cuộc sống thường nhật và vì thế đôi khi bị hiểu lầm.
Sự tập trung cao độ vào công việc đã khiến bạn bỏ qua việc chăm sóc bản thân, làm nhiều người cho rằng bạn đang trong giai đoạn không tốt. Thời điểm này, ngũ hành xung khắc sẽ khiến mối quan hệ của bạn với những người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên có phần căng thẳng, sự khác biệt trong quan điểm dễ gây ra mâu thuẫn. Đây là lúc bạn cần giữ vững sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Đôi khi không cần phải giải thích hay thuyết phục quá sớm, hãy để kết quả công việc là câu trả lời rõ ràng nhất. Đặc biệt đối với những người độc thân, nhân duyên có nhiều khởi sắc, mở ra cơ hội gặp gỡ những người có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, đối với các cặp đôi, chuyện tình cảm lại không thuận lợi như mong muốn. Khi bạn quá tập trung vào công việc, người kia sẽ dễ dàng cảm thấy bị bỏ rơi và sinh ra sự giận dỗi. Đây là lúc bạn cần cân bằng giữa công việc và tình cảm, biết khi nào cần dừng lại để vun đắp cho mối quan hệ. Lời khuyên cho bạn là hãy tự tin với những việc nằm trong khả năng của mình, kiên trì xử lý mọi vấn đề và tránh chia sẻ ý tưởng quá sớm để không bị người khác ngăn cản hay hiểu lầm. Nguyệt lệnh lâm đất mộ nhập mệnh trong thời điểm này khiến bạn có xu hướng trở nên sâu sắc và chi tiết hơn trong từng quyết định. Dù có vẻ bên ngoài mọi thứ đang bị trì hoãn, thực ra bạn đang cần thêm thời gian để thu thập thông tin và đánh giá kỹ lưỡng mọi khía cạnh. Đây chính là một biểu hiện của sự thông minh và cẩn trọng giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn trong tương lai. Vận trình tài lộc trong thời điểm này, nhờ có sự hỗ trợ của Thái Dương Cát Tinh mà trở nên rực rỡ hơn. Những nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Canh Tuất vốn là người chăm chỉ, tiết kiệm và luôn suy nghĩ thận trọng trong việc chi tiêu. Thời điểm này, nếu bạn có được sự đồng hành của một người bạn đời biết quản lý tài chính, cơ hội đổi nhà, đổi xe là rất cao. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và tính toán hợp lý mà bạn đã và đang thực hiện. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mở ra cho tuổi Canh Tuất một giai đoạn bận rộn nhưng đầy tiềm năng. Nếu biết cách cân bằng giữa công việc, mối quan hệ và tài chính, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, vì sức khỏe và tâm lý vững vàng chính là yếu tố quan trọng nhất để bạn vượt qua mọi khó khăn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Canh Tuất sinh 1970, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Canh Tuất sinh 1970, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ đón nhận những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Nhất Bạch nhập cung chính nam mang đến những cơ hội thành công vượt bậc và niềm vui lớn trong công việc. Đối với những ai đang theo đuổi công danh sự nghiệp, đây là lúc gặt hái thành quả sau nhiều nỗ lực. Những gì bạn đạt được không chỉ là những con số hay thành tích bề nổi, mà còn là sự công nhận về năng lực, sự đóng góp và tư duy độc đáo mà bạn mang lại cho tổ chức trong thời điểm này. Bạn có xu hướng sống nội tâm hơn, tìm thấy niềm vui trong việc khám phá những điều mới mẻ. Đặc biệt bạn thích đào sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu, học hỏi và khám phá ra những góc nhìn riêng biệt mà ít ai có thể nhận ra. Chính từ những khám phá đó, bạn đã tạo dựng cho mình những quan điểm khác biệt và phát triển khả năng tư duy sâu sắc hơn. Đây là lợi thế rất lớn giúp bạn mở rộng tầm nhìn và tiếp cận công việc một cách sáng tạo, tinh tế. Tuy nhiên, cũng chính vì phong cách độc đáo và cách tiếp cận khác biệt của mình, bạn có thể gặp phải một số thách thức trong việc giao tiếp và hợp tác với người khác. Không phải ai cũng hiểu được cách bạn thể hiện. Đôi khi bạn phải đối mặt với những ánh nhìn khó hiểu hay thậm chí là nghi ngờ. Nhưng đừng để điều đó làm giảm đi sự tự tin của bạn. Tuổi Canh Tuất là người có khả năng và chuyên môn vượt trội. Hãy phát huy những thế mạnh đó, dám thể hiện bản thân và theo đuổi đến cùng những gì bạn tin tưởng. Lời khuyên trong thời điểm này là bạn cần nhanh nhẹn và quyết đoán hơn trong các quyết định quan trọng. Cơ hội không đến nhiều lần. Một khi đã nhìn thấy cơ hội, bạn cần chớp lấy và hành động ngay lập tức, không để cho sự do dự hay bất kỳ yếu tố nào làm bạn trì hoãn. Thành công sẽ không đến với những người thiếu quyết tâm, vì sự quyết tâm chính là chìa khóa để bạn đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy mạnh mẽ vững vàng với những lựa chọn của mình và đừng ngại vượt qua khó khăn, vì chỉ có hành động quyết đoán mới đem lại kết quả xứng đáng. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch chính là thời điểm bạn cần tận dụng tối đa những cơ hội đang mở ra trước mắt. Đừng lo sợ về những khác biệt trong suy nghĩ hay phong cách của mình, vì chính sự khác biệt ấy sẽ tạo nên dấu ấn đặc biệt, giúp bạn nổi bật và đạt được những thành tựu xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc,
của tuổi Canh Tuất sinh 1970, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, vận may tài chính của tuổi Canh Tuất bắt đầu sáng sủa hơn bao giờ hết. Chính tài xuất hiện báo hiệu một thời điểm tràn đầy cơ hội trong lĩnh vực tài lộc. Đây không chỉ là sự may mắn thoáng qua, mà còn là kết quả từ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua. Vận may lần này thực sự hiếm hoi, và nếu biết nắm bắt, bạn sẽ không chỉ củng cố vị thế của mình trong công ty, mà còn đón nhận những phần thưởng xứng đáng, có thể là một khoản lương thưởng hoặc hoa hồng đáng kể. Đối với những người đã kiên trì tích lũy, đây chính là lúc nhìn lại và nhận thấy thành quả. Bạn có thể sẽ bất ngờ khi phát hiện mình đang nắm trong tay một khoản tài sản kha khá. Sự tích lũy chậm rãi nhưng chắc chắn từ nhiều năm qua đã mang lại cho bạn sự ổn định và vững vàng về mặt tài chính. Để đảm bảo rằng số tiền này được sử dụng một cách thông minh và hiệu quả, bạn có thể cân nhắc tham gia một khóa học về quản lý tài chính cá nhân. Điều này không chỉ giúp bạn biết cách sử dụng tài sản một cách khôn ngoan, mà còn mở rộng tầm nhìn về cách đầu tư và phát triển nguồn tiền trong tương lai. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng khi đứng trước những lời mời gọi đầu tư vào các dự án mà bạn không thực sự hiểu rõ, dù cơ hội có vẻ hấp dẫn đến đâu. Bạn cũng không nên vội vàng đưa ra quyết định nếu bản thân chưa có kiến thức hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Hãy luôn nhớ rằng, nếu mọi việc dễ dàng như cách người ta thường nói, thì ai cũng đã trở nên giàu có rồi. Sự thật thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Đối với những người tuổi Canh Tuất đã từng lên kế hoạch cho những khoản chi lớn như mua nhà, mua xe, thời điểm này chính là thời điểm lý tưởng để thực hiện. Bạn không chỉ đủ khả năng chi trả, mà còn nhận ra rằng mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch bạn đã vạch ra từ trước. Kiên trì và theo đuổi mục tiêu dài hạn đã giúp bạn không chỉ tích lũy được tài chính, mà còn giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát. Không có khoản chi nào lớn bất ngờ, không có tình huống nào ngoài dự tính. Tất cả đều nằm trong sự chuẩn bị và dự phòng kỹ càng của bạn. Tử vi tài lộc đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch thực sự là một bức tranh sáng, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho tuổi Canh Tuất. Tuy nhiên, bên cạnh sự may mắn, cũng đừng quên rằng bản thân bạn mới là yếu tố quyết định đến sự thành công. Hãy tiếp tục kiên trì, thận trọng và thông minh trong việc quản lý tài chính, bởi đó chính là chìa khóa mở ra sự thịnh vượng và ổn định lâu dài. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Canh Tuất sinh 1970, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, chuyện tình duyên của người tuổi Canh Tuất bừng sáng nhờ sự xuất hiện của Thiên Diêu, ngôi sao chủ về đào hoa. Đối với những người đang độc thân, thời điểm này hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và niềm vui trong chuyện tình cảm. Có lẽ bạn sẽ được gặp gỡ những đối tượng thú vị, đầy hấp dẫn. Sự xuất hiện của họ có thể làm bạn cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt là khi đối phương thể hiện tình cảm một cách nhiệt tình và khéo léo khiến bạn không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, vẻ quyến rũ và khả năng tán tỉnh của người ấy đôi khi lại khiến bạn cảm thấy không yên tâm, thậm chí hoài nghi về sự chân thành. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong thế giới tình cảm, cảm giác an toàn là điều mà ai cũng tìm kiếm. Đừng vội vàng đưa ra quyết định hay kết luận, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Để thời gian giúp bạn hiểu rõ hơn về đối phương, mối quan hệ nào cũng cần thời gian để phát triển và sự tin tưởng, chỉ đến khi cả hai có đủ cơ hội để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn. Đối với những cặp đôi tuổi Canh Tuất, thời điểm này cũng không tránh khỏi một số thử thách, những cảm xúc ghen tuông hoặc những bất đồng nhỏ có thể nảy sinh giữa hai người, đặc biệt là khi có sự can thiệp từ yếu tố bên ngoài như sự khác biệt về văn hóa, gia đình hay những mâu thuẫn giữa cha mẹ hai bên. Đây là những vấn đề không thể tránh khỏi trong mối quan hệ lâu dài. Nhưng quan trọng là cách hai bạn cùng nhau đối mặt và giải quyết. Sự thấu hiểu và sẻ chia chính là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc và giúp mối quan hệ trở nên vững chắc hơn. Sau những thử thách, đối diện với những khó khăn, cả hai nên cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc. Tính bốc đồng hoặc những phản ứng quá khích sẽ chỉ khiến mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn. Thay vào đó, hãy dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và tìm kiếm giải pháp hợp lý cho mọi vấn đề. Khi cả hai biết cách lắng nghe và thấu hiểu nhau, những rào cản sẽ dần được gỡ bỏ và mối quan hệ sẽ trở lại trạng thái ổn định, bền chặt hơn bao giờ hết. Nhìn chung, đúng lửa cuối tháng 11 âm lịch mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho tuổi Canh Tuất, từ những rung động mới mẻ của người độc thân đến những thử thách cần vượt qua của các cặp đôi. Dù trong tình huống nào, hãy nhớ rằng tình yêu đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin. Mọi khó khăn chỉ là phép thử,
để tình cảm trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tuất sinh 1970, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mang đến những tín hiệu vô cùng khả quan về sức khỏe cho người tuổi Canh Tuất. Những tháng ngày vất vả, lo toan, cuối cùng bạn cũng có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cơ thể và tinh thần của mình đối với những ai từng phải đối mặt với bệnh tật hoặc những vấn đề về sức khỏe. Đây chính là khoảng thời gian mà bạn nhận thấy những chuyển biến tích cực đáng mừng. Đây là minh chứng rõ ràng rằng bạn đã chăm sóc cơ thể đúng cách, đi theo con đường chữa lành phù hợp và đã đến lúc gặt hái kết quả. Không chỉ cải thiện về mặt thể chất, bạn còn cảm nhận được sự cân bằng trong tâm trí cơ thể và tinh thần của bạn dần trở về trạng thái ổn định hơn sau một giai đoạn căng thẳng, áp lực. Giờ đây bạn đã sẵn sàng để tái tạo năng lượng, tìm lại niềm vui trong những hoạt động ngoài trời. Sự vận động nhẹ nhàng không chỉ giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực mà còn mang lại cảm giác hạnh phúc thoải mái hơn. Dưới tác động của tự nhiên và không khí trong lành, những căng thẳng và áp lực dần được xua tan, mang lại cho bạn sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để tuổi Canh Tuất bắt đầu thực hiện những thay đổi tích cực trong lối sống. Nếu bạn đã có dự định điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ăn uống hoặc bắt đầu một lộ trình chăm sóc sức khỏe mới, thì thời điểm này là cơ hội vàng để bạn khởi động những kế hoạch đó. Sự tự chủ trong việc duy trì lối sống lành mạnh sẽ mang lại những lợi ích lâu dài, không chỉ cho thể chất mà cả tinh thần của bạn. Nếu bạn có kế hoạch cho những chuyến đi xa, như leo núi hay đi biển, hãy thực hiện ngay trong thời điểm này. Những chuyến đi không chỉ giúp bạn thay đổi không khí mà còn là dịp tuyệt vời để cơ thể tiếp nhận nguồn năng lượng mới tươi mát hơn. Mỗi bước đi trên con đường thiên nhiên, mỗi làn gió biển thổi qua sẽ giúp bạn thanh lọc tâm hồn, làm mới tinh thần và củng cố sức khỏe thể chất. Đó là liều thuốc tự nhiên giúp bạn hồi phục một cách trọn vẹn từ bên trong lẫn bên ngoài. Tử vi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch cũng khuyến khích bạn duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe như việc luyện tập thể dục đều đặn, ăn uống điều độ và giữ gìn tinh thần lạc quan. Đôi khi sự ổn định không phải chỉ đến từ những liệu pháp y tế hay thuốc thang mà còn từ việc bạn biết cách chăm sóc bản thân, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Hãy tận dụng thời gian này để yêu thương chính mình hơn, bởi khi sức khỏe được cải thiện, mọi khía cạnh khác của cuộc sống cũng sẽ trở nên thuận lợi và tươi sáng hơn rất nhiều. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, hãy mở rộng trái tim để đón nhận những thay đổi tích cực. Đừng ngần ngại thử thách bản thân với những hoạt động mới, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào lan tỏa trong từng bước chân. Tuổi Canh Tuất với sức mạnh tinh thần và ý chí bền bỉ, bạn hoàn toàn có thể chinh phục mọi khó khăn và sống trọn vẹn với những gì mình yêu thương. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch, tình hình công việc sẽ trở nên khả quan hơn. Bạn sẽ có cơ hội để phát huy khả năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc nhóm. Sự đồng lòng và hỗ trợ từ đồng nghiệp sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Hãy tự tin nắm bắt cơ hội này để chứng minh năng lực của mình. Đừng ngần ngại đưa ra ý tưởng mới, vì có thể nó sẽ được cấp trên đánh giá cao. Tình hình tài chính có dấu hiệu khả quan. Nếu bạn đã đầu tư vào các dự án trước đó, đây có thể là thời điểm mà bạn nhận được lợi nhuận. Hãy nhớ quản lý tài chính một cách khôn ngoan, tránh ra những rủi ro không cần thiết. Về mặt tình cảm, trong tuần này bạn sẽ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn với người thương. Những khoảnh khắc hạnh phúc, lãng mạn sẽ tràn ngập trong không khí. Hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp, giúp mối quan hệ trở nên vững chắc hơn. Đối với những người độc thân, có thể sẽ xuất hiện một người đặc biệt khiến bạn cảm thấy rung động. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu trắng và xanh nhạt. Con số phát tài là 18, 77 và 45. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Bước vào tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch, vận khí của tuổi Canh Tuất có dấu hiệu chuyển mình mạnh mẽ. Những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong suốt tháng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn nhìn lại hành trình đã qua, ghi nhận những thành tựu mà mình đã đạt được.
công việc sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và bạn có thể nhận được những đề nghị hấp dẫn từ cấp trên. Hãy tự tin và không ngại thử thách bản thân trong những công việc mới. Sự nỗ lực và khả năng làm việc chăm chỉ sẽ không chỉ giúp bạn khẳng định vị trí mà còn mở ra nhiều cánh cửa mới trong sự nghiệp. Tình hình tài chính trong tuần ổn định, có thể bạn sẽ có cơ hội để mua sắm hoặc đầu tư vào những thứ bạn đã ấp ủ từ lâu. Hãy sử dụng số tiền của mình một cách khôn ngoan và cẩn trọng. Tránh những quyết định vội vàng trong chuyện tình cảm. Nếu có những hiểu lầm trước đó, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người thương tìm cách giải quyết và hàn gắn. Hãy dành thời gian để chia sẻ, lắng nghe nhau nhiều hơn. Nếu bạn còn độc thân, cơ hội tìm thấy tình yêu cũng rất cao trong tuần này, đặc biệt là trong các sự kiện xã hội hoặc buổi gặp gỡ bạn bè. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu nâu. Con số phát tài là 23, 55 và 99. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mang đến cho người tuổi Canh Tuất nhiều cơ hội và thử thách. Hãy luôn giữ vững tâm lý lạc quan, tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng chào đón những điều tốt đẹp sẽ đến. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Canh Tuất sinh 1970 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc với nụ cười rạng rỡ giúp giải tỏa những mệt mỏi, căng thẳng. Đặt tượng trên bàn làm việc có thể tạo ra một không gian lạc quan và tích cực, từ đó thúc đẩy tinh thần làm việc và tạo ra môi trường thuận lợi cho công việc. Tượng cũng là biểu tượng của sự sung túc và phú quý, mang lại hy vọng cho sự thành công trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, tác dụng của biểu tượng Phật Di Lặc không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa căng thẳng, đồng thời tạo ra cơ hội cho sự thấu hiểu và hòa giải trong mối quan hệ, cả trong công việc và cuộc sống ngày thường. Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu linh vật chỉ ăn tiền vàng trang sức đã từ lâu trở thành biểu tượng của sự chiêu tài và cầu lộc. Đối với người tuổi Canh Tuất sinh 1970, tượng Tỳ Hưu không chỉ đại diện cho khả năng thu hút tài lộc mà còn có sức mạnh ẩn giấu. Để hóa giải những thách thức và khó khăn, đặt tượng trên bàn làm việc, người mang mệnh đại hải thủy có thể hướng tâm trí mình vào những điều tích cực và thuận lợi. Điều đặc biệt về Tỳ Hưu là không có hậu môn để thải ra. Điều này mang ý nghĩa rằng biểu tượng Tỳ Hưu không chỉ thu hút tài lộc vào trong mà vẫn giữ chặt và bảo vệ chúng khỏi bị mất mát. Với mệnh đại hải thủy, điều này thể hiện khả năng tạo ra và kích thích tài sản một cách thông minh và bền vững. Thiềm Thừ. Thiềm Thừ tượng cóc ba chân, còn được gọi là cóc ngậm tiền, đã lâu đã trở thành linh vật đặc biệt trong văn hóa phong thủy, mang theo mình sự chấn bảo và mang lại nhiều điều phổ biến. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng hóa giải những điều không may mắn và tạo ra sự cân bằng trong môi trường xung quanh. Đặt tượng này trong gian làm việc hay cuộc sống, người mang mệnh đại hải thủy có thể thu hút dưỡng khí, tạo cơ hội cho sự thịnh vượng và chiêu tài. Với tượng cóc ba chân, người tuổi Canh Tuất có thể tận dụng sức mạnh của linh vật này để tạo ra một môi trường tích cực, thuận lợi cho công việc và cuộc sống. Tượng Thiềm Thừ không chỉ mang lại vận may mà còn hỗ trợ họ xua tan những điều không tốt, tạo điều kiện để họ tiến xa hơn trên con đường thành công và hạnh phúc. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy được chế tác từ đá thạch anh, những viên đá với niên đại hàng triệu năm, mang trong mình nguồn năng lượng quý hiếm, mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Với người tuổi Canh Tuất sinh 1970, tượng cầu đá phong thủy không chỉ là vật phẩm trang trí mà còn là nguồn năng lượng giúp cân bằng và kích hoạt tinh thần. Hình dạng tròn của quả cầu giúp lưu thông nguyên khí, hỗ trợ sự phát triển trong công việc và cuộc sống. Năng lượng dương khí từ đá thạch anh có thể thu hút tài lộc và may mắn cùng với sự bình an và ổn định. Lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi và mệnh của mình, tăng cường hiệu quả năng lượng từ đá. Quả cầu phong thủy có thể giúp người tuổi Canh Tuất sinh 1970 tập trung tư duy sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn, thu hút nhiều cơ hội thịnh vượng hơn trong cuộc sống. Hồ lô phong thủy.
Hồ lô phong thủy là một sản phẩm mang ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và tâm linh, có thể có tác dụng tích cực cho người mang mệnh thủy và tuổi canh tuất sinh 1970. Hồ lô có thể giúp hóa giải tài khí, loại bỏ những năng lượng tiêu cực trong môi trường và mang lại không gian yên bình, thanh tịnh. Hồ lô thường còn được xem là biểu tượng của may mắn, thịnh vượng và tài lộc. Với mệnh thủy của người tuổi canh tuất sinh 1970, hồ lô có thể giúp thu hút cơ hội tài chính và tạo ra sự thịnh vượng trong cuộc sống. Ngoài ra, hồ lô có thể mang lại cảm giác bình an và bảo vệ cho người sử dụng. Đặc biệt với sự ổn định của yếu tố thủy trong mệnh, hồ lô có thể tạo nên một tâm trạng yên bình và tự tin tưởng. Tượng ngựa, ngựa được biết đến là con vật trung thành với bản tính dẻo dai, bền bỉ và khỏe mạnh, nên nó được xem là biểu tượng của sự may mắn tài lộc. Tượng được chế tác rất tỉ mỉ, tinh tế, với nhiều chất liệu như đồng đá tự nhiên. Tượng ngựa phong thủy không chỉ là một vật trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa quan trọng về lãnh đạo và thành công. Việc đặt biểu tượng trên bàn làm việc có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển tài chính và năng lực của chủ sở hữu. Nhân sinh cảm ngộ. Quý khán giả thân mến, lắng nghe lời Phật dạy, Đức Phật khuyên bạn đừng làm ba việc này nữa, cực kỳ vô ích lại tổn phước trong cuộc sống. Đức Phật luôn dạy chúng ta hướng đến những điều thiện lành, sống chân thành, nhân ái để tạo ra phước lành cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, có những việc làm tưởng chừng vô hại nhưng lại mang đến nhiều tổn hại cho cả tinh thần lẫn phước báo của mỗi người. Dưới đây là ba việc mà Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh, vì chúng không chỉ vô ích mà còn gây tổn phước, làm hao mòn đi những điều tốt đẹp mà chúng ta đã tích lũy trong đời. Một là nói xấu, phê phán người khác một cách vô cớ. Nói xấu bôi nhọ danh dự của người khác là một hành động không chỉ gây tổn thương cho người nghe, mà còn khiến tâm hồn chúng ta trở nên tăm tối. Lời nói có sức mạnh vô cùng lớn, có thể hủy hoại uy tín và cuộc sống của người khác. Nếu không được dùng đúng cách, Đức Phật dạy rằng lời nói nên xuất phát từ lòng từ bi và sự thấu hiểu. Việc nói xấu hay bị đặt về người khác không chỉ khiến người nghe tổn thương mà còn làm bản thân bạn mất đi phước lành, tạo ra nghiệp xấu và gây mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Người thực sự có trí tuệ và lòng từ bi sẽ luôn lựa chọn im lặng hoặc dùng lời hay, ý đẹp để xây dựng và tạo ra sự an lạc cho cả mình và người khác. Hai là chấp niệm vào quá khứ, sống mãi trong hối tiếc. Đức Phật dạy rằng quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có giây phút hiện tại là điều thực sự tồn tại. Nhiều người thường chấp niệm vào những điều đã xảy ra, không ngừng hối tiếc và dằn vặt về những sai lầm trong quá khứ. Điều này chỉ khiến tâm trí luôn bị chói buộc, mất đi cơ hội tận hưởng hiện tại và sống một cách bình yên. Sống trong hối tiếc chẳng mang lại lợi ích gì, ngược lại còn gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần và thể chất. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ quá khứ, chấp nhận những gì đã xảy ra như một phần của cuộc sống và tập trung vào hiện tại để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta cứ mãi chấp niệm vào quá khứ, không chỉ vô ích mà còn khiến tâm hồn luôn bất an, phước lành tích lũy cũng dần tiêu tan. Ba là sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân. Trong cuộc sống, nhiều người chỉ chăm lo cho lợi ích cá nhân, không quan tâm đến người khác. Đức Phật dạy rằng cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi chúng ta biết chia sẻ và giúp đỡ người khác. Ích kỷ là một trong những điều khiến con người đánh mất đi sự đồng cảm và lòng từ bi, làm giảm phước lành. Khi bạn chỉ nghĩ đến bản thân, không giúp đỡ người khác, bạn sẽ dần bị cô lập và mất đi các mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội. Hơn nữa, việc sống ích kỷ khiến bạn tự tạo ra nghiệp xấu và làm hao mòn đi công đức mà bản thân đã tích lũy qua các hành động thiện lành trước đó. Như vậy, Đức Phật khuyên chúng ta tránh ra ba việc làm này: nói xấu người khác, chấp niệm quá khứ và sống ích kỷ. Những hành động này không chỉ vô ích mà còn làm hao tổn đi phước lành mà chúng ta đã tích lũy trong đời, khiến tâm hồn trở nên khổ đau và bất an. Chỉ khi biết sống yêu thương, buông bỏ và chia sẻ, chúng ta mới thực sự có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.